đi săn tiếp. Ôi có chai gì đây này? Coca Cola này rồi. Tìm men tốt nữa. Úi trời ơi, nhiều men tốt quá nhờ. À đây. 1 2 3 4. Rồi. Không phun lên là rồi, cho vào nhanh nhanh nhanh. Ui. Ui vào rồi. Ui ơi. Ui ơi 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 ơi. Ơi. Quỳnh dừng nó lên, Quỳnh bế nó lên, bế quả bóng lên. Anan TV. Em Quỳnh chào các bạn nào. Em xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình sẽ làm một cái thí nghiệm vui nhỉ. Thí nghiệm gì nhỉ? Thí nghiệm Coca-Cola. Coca-Cola với Mentos nhá. Bố đã thu Coca-Cola với cả Mentos rồi. Bây giờ em Quỳnh nhắm mắt lại. Bố đếm 1, 2, 3 em Quỳnh đi tìm nhá. 1, 2, 3 Quỳnh đi tìm nào. Em Quỳnh tìm thấy một chai 7 Up này. Đây, em Quỳnh để vào đây. Em khỏe hơn. Em Quỳnh khỏe thế nhỉ. Hôm nay là ngày thứ 7 em Quỳnh được nghỉ học thì mới quay được video. Đây nữa, em Quỳnh tìm nào. Ui, có chai gì đây? Ê, chai Fanta này. Ui, Fanta. Rồi, bố cầm cho. Em Quỳnh đi săn tiếp. Ôi, có chai gì đây này? Coca-Cola này rồi. Đi về nhà để vào vị trí. Ui, em Quỳnh chạy giỏi chứ kìa. Rồi, hôm nay mình sẽ làm thí nghiệm Mentos với cả Coca-Cola. Em Quỳnh xem người ta làm ở trên YouTube nhiều lắm. Đây nữa. Wow. Cho bố xem nào. Chai này chai bé nha. À, chai này là chai con này. Còn chai này là chai bố này. Đúng không? Rồi, đi tìm tiếp có nữa không? Đây nữa. Ôi ôi, một chai Pepsi nữa. Các bạn hãy xem em Quỳnh sẽ làm thí nghiệm gì nhá. Các bạn chờ xem nha, còn chai gì nữa? Ui giời ơi, bên này nữa. Wow. Nhiều thế nhờ. Ở đâu ra mà nhiều nước ngọt thế nhờ? Đây, hôm nay em Quỳnh sẽ làm thí nghiệm thôi nha, em Quỳnh không uống từng này nước ngọt đâu nha, nhiều quá nhờ. Rồi, đi tìm Mentos nữa. Tìm Mentos nữa. Ui trời ơi, nhiều Mentos quá nhờ. Wow, đây. 1, 2, 3, 4. Rồi. Đây, em Quỳnh đến đây. 2 này, 3 này, 4 thanh này. Bây giờ bố sẽ lấy bóng bay, xong là mình sẽ làm thí nghiệm với bóng bay đấy nhá. Em Quỳnh và bố đang lấy một ít nước để tí nữa rửa tay. Rồi rồi, em Quỳnh tắt nước. Rồi, 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 đóng lại. Em Quỳnh kiểm tra lại mình săn được cái gì nào. Đây là chai nước mình vừa lấy để rửa tay này. Một chai Coca này. Gì này nữa này? Đây này. Pepsi này, chai gì nữa này? Fanta này. Chai 7 Up này, Sprite này, and Pepsi ở đây, Coca-Cola bé này. Ôi, có nhiều Mentos thế nhỉ? Em Quỳnh bóc một cái kẹo Mentos cho các bạn xem này. Nhưng mà ở trong bóng có luôn nè. À, đấy là ở trong bóng. Bây giờ em Quỳnh bóc ra. Ngồi xuống đấy, ngồi xuống. Bóc cái này ra. Con kiến sao? Con kiến. Rồi. Quả. Rồi, kéo ra, để một kéo cho nào. Đây, một thanh kẹo này. Rồi, bóc cái này ra nữa này, bóc cái này ra, đổ ra này. Em sẽ bóc hẳn ra nhé. Tầm này em sẽ bóc hẳn ra nhé. Đổ ra, bóc không đổ ra. Này nhìn, ôi. Các bạn nhìn này. Wow, nhiều kẹo chưa? Làm thí nghiệm nhá. Em Quỳnh nhặt rác đi. Nhặt rác cho vào túi ra. Gió nó bay rác đằng kia rồi, đi nhặt đằng kia, đằng xa xa kia, thấy màu xanh chưa? Đây, ôi, nhặt lên. Tiền cho vào túi rác nhá. Đây nữa, rồi. Bố lấy túi rác cho. Tí nữa mình sẽ cho Mentos vào bóng bay này. Đây. Mình sẽ cho bóng Mentos vào bóng bay nhá. Rồi để đây. Em Quỳnh cho kẹo vào đây. Kẹo vào đây. Ôi, em Quỳnh có nhiều kẹo chưa này. Rồi, để đây đã. Bây giờ nhá, bố bảo này, em Quỳnh mở cái chai này ra. Xong là mình sẽ cho Mentos vào nha. Đây, bố mở. Đây, em Quỳnh lấy Mentos nào, nhanh này. Con nó hết hơi này, nó hết ga này. Rồi, lấy Mentos này, bỏ vào. À, nó phun này, ôi, nó phun trào này. Trào. Nhưng mà chai này hơi bé cho nên nó không phun trào được nhiều nha. Đúng vậy. Bây giờ mình sẽ cho vào một chai to nhá. Em Quỳnh lấy 2 viên. Rồi, bây giờ mình sẽ, em Quỳnh thích cho vào chai nào? Pepsi nhá. Pepsi nhá, rồi. Bố mở cho em Quỳnh nhá, em Quỳnh đứng bên này. Cho vào luôn nhá. Em Quỳnh đứng và cho vào luôn nhá. Còn nó hết xì hết hơi là nó không phun lên là rồi. Cho vào nhanh. Ui. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một thí nghiệm như này. Mình sẽ lấy Mentos mình cho vào quả bóng bay này. Chưa?
xong là mình trùm lên đây này, để xong mình cho men tốt vào để xem thử nó có bơm được quả bóng bay không nhá. Đi lại đây nào, đây đây nào. Ở trong này là có một viên men tốt đây này, xong là mình bố sẽ mở cái Coca-Cola ra. Em Quỳnh ơi, bố bảo này, bố mở chai Coca-Cola xong bố chụp cái bóng bay này lên, xong là em Quỳnh cho men tốt vào nhá. Đợi bố nhá. Em Quỳnh đã sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi, bây giờ bố bảo này, ở trong này có một viên men tốt rồi. Em Quỳnh lấy em Quỳnh cho viên men tốt vào đi. Em Quỳnh đẩy quả bóng bay căng đây. Dừng lên, dừng quả bóng bay bay lên. Đây, ở trong này có một viên men tốt này. Đấy, mình phải lần cho nó xuống này. Em Quỳnh nhìn nhá. Nhìn này. Ấy. Đây, viên men tốt đã vào Coca và nó bơm được quả bóng bay lên lên này. Căng chưa? Căng rồi. Ui dồi, em Quỳnh thấy hay không? Hay. Em Quỳnh nhìn này. Ui. Ui. Ui 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 ui. Ui. Nó căng ấy nhở. Rồi. Đây là ga các bạn này. Khi mà men tốt nó, mình bỏ men tốt vào trong cái chai Coca này này, là nó sinh ra khí ga để nó bơm cái quả bóng bay này đây. Ôi ôi, to thế nhở. Quả bóng bay căng thế nhở. Rồi. Bây giờ đến lượt chai nào này nhở. Chai nào? Chai màu cam nhá. Chai màu cam nhá. Vậy ở trong này có men tốt đây này. Em sợ là cái rồi màu... em cầm bố mở cho. Em Quỳnh sẵn sàng chưa? Rồi. Bây giờ em Quỳnh cho vào nè. Em Quỳnh cho viên em, này. Em sẽ cho vào nhé. Rồi, đây có một viên men tốt. Em Quỳnh đẩy nó vào. Em đẩy nó vào nhé. Rồi. Rồi em sẽ đẩy nó vào luôn. Em đẩy được không? Em không đẩy được. Em đẩy được mà. Đẩy vào. Đây. Em Quỳnh yếu tay không đẩy được. Cái này khó vào. À đây, nó căng được các bạn này. À cái chai Fanta này ít bọt lắm. Ít ga. À, Fanta thì không có nhiều khí. Cho nên nó không căng bằng cái chai Coca-Cola này này nhá. Chai Coca này, còn chai Pepsi này cũng nhiều khí lắm này. Cho nên là nó phun cao lắm. Còn chai Coca này thì ít này. Bây giờ nhá. Tiếp tục chai nào? Đây là chai con. Đây là chai nào nữa? Em Quỳnh lấy màu gì? Màu đấy, rồi, bố mở cái này ra nhá. Cái này. Đây là không phải 7-Up. Rồi. Rồi, bây giờ em sẽ cho nó. Rồi, bây giờ để lượt em Quỳnh tự làm. Ừ. Bố không giúp em Quỳnh nữa. Được không? Em Quỳnh nằn cho nó xuống đi. Ơi. Xuống chưa? Ơi. Ôi giời, em Quỳnh giỏi ấy nha. Ui, ui nó căng. Ui. Ấy ơi. Nó căng thế nhá. Ui nó căng chứ các bạn này. Các bạn thấy căng chưa? Nhưng mà nó căng nó nhiều. Nó như năng lượng lắm. Nó sẽ căng lên như quả bóng này này. Lần đầu em Quỳnh chơi trò này. Lần đầu em Quỳnh làm thí nghiệm khoa học này. Nhờ. Rồi. Quả còn một chai cuối cùng. Chai cuối cùng. Chai cuối cùng nào. Em Quỳnh lấy quả bóng màu gì? Hai viên bóng này. Em dùng hai viên nhé. Rồi bây giờ bố sẽ mở chai này cho em Quỳnh này. Lần này quả bóng này sẽ căng. Quả này sẽ căng hả? Rồi, bố chụp vào cho, để bố chụp vào cho. Nhưng nếu sẽ không căng rồi. Em Quỳnh cho vào đi, em Quỳnh lần cho nó vào đi. Ui, vào rồi. Ui, ơi. Ui, ơi, 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 ơi. Em Quỳnh dừng nó lên, em Quỳnh bế nó lên, bế quả bóng lên. Đấy. Ơi. Ơi. Nó tè này. Nó tè à? Quả bóng bay tè này. Em Quỳnh nâng lên một tí, nâng lên một tí. Đấy, em Quỳnh làm thí nghiệm khoa học hay không này? Này. Bố biết làm mưa đá không? Bố không biết làm mưa đá, hôm sau mình sẽ làm thí nghiệm mưa đá nhờ. Em Quỳnh ơi, bố bảo này. Rồi. Ồ, vẫn còn bọt này, nhiều bọt lắm. Cái này vẫn còn bọt này. Vẫn còn bọt này. Đây. Rồi, đây. Đây. Nhảy, nhảy, nhảy. Rồi, thế là em Quỳnh làm xong cái thí nghiệm khoa học là cho men tốt vào trò chơi, cho men tốt vào nước ngọt có ga. Thì em Quỳnh thấy quả nào to nhất nào? Em Quỳnh thấy quả nào to nhất nào? Quả này bé nhất này. Rồi, quả nào to nhất?
quả này to và quả này to. Rồi, em Quỳnh, đây là chai Coca cũng là to này. Cái Pepsi thì lúc nãy mình cho nó full lên này. Đây là chai Fanta này. Đây là chai 7 Up này. Đây là chai Sprite. Rồi chỉ có mỗi Fanta. Cái này chỉ có Fanta là bé thôi nhờ. Đúng không? Nhưng tại sao Fanta lại bé thế nhỉ? Vì nó không có nhiều bong bóng hai cái lọ này. Còn những cái lọ này thì bé hơn. Rồi, em Quỳnh giải thích rất là khoa học, rất là đúng. Rồi, bây giờ em Quỳnh đã làm xong thí nghiệm rồi. Em Quỳnh chào tạm biệt các bạn, em Quỳnh về đi tắm nào. Chào tạm biệt các bạn, lần sau em sẽ làm một cái mưa đá. Làm mưa đá nữa hả? Em Quỳnh tự làm nha, bố không biết trò làm mưa đá đâu. Được không? Nhưng mà chỉ đặt vừa nóng thôi mà. Nhưng mà bố làm sao biết được? Em biết làm. Em biết làm đúng không? Rồi, hôm sau em Quỳnh biết làm thì em Quỳnh sẽ làm cho các bạn xem nhá. Nhưng mà đá là thể rắn này. À, đá là thể rắn hả? Em Quỳnh giỏi thế nhỉ? Ai bà ai dạy cho em Quỳnh? Em tự học. Em tự học ở đâu? Em tự học ở nhà. Ở nhà luôn à? Ôi, em Quỳnh giỏi quá, chị dạy cho em hả? Rồi, em Quỳnh chào tạm biệt các bạn nào. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.